Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến. Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông. Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công. Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Đoàn hội khuyến học và các bạn ở bên đội truyền hình quay phim đang dừng chân ở trên đỉnh đèo Khao Phạ. Và trên đây thì mọi người có một cái sự bất ngờ là thấy một cái biển mây, cho nên là dừng lại để mà ghi nhận cái cảnh đẹp ở đây. Những người khách đi lên trên Mù Căng Chải vào cái mùa này vào gần cuối năm, cho nên là người ta lên để chụp hoa, chụp cảnh. Nhưng mà đây là một trong những cái cảnh mà ngoạn mục nhất. Lê Lê sẽ ghi nhận cho chúng ta thấy là cái hình ảnh nó mây bồng bềnh như thế nào. Đúng là một cái biển mây, thưa quý vị. Hiện tại thì Trường Nguyễn và Lê Lê đang có mặt ở trên Mù Căng Chải. Kế hoạch lên Mù Căng Chải lần này của chúng tôi đó chính là chúng tôi sẽ tổng kết hai lớp xóa mù chữ của xã Dế Xu Phình và xã Púng Luông. Tuy nhiên nhưng mà tại vì cái thời điểm này ở Mù Căng Chải thì đang có mùa hoa tớ dày. Nói cách khác đây chính là một loại hoa đào rừng, và mùa này đang là mùa rất là rực rỡ ở trong năm.
cho nên là tranh thủ buổi trưa ngày hôm nay trời đang nắng, Trường Nguyễn và Lê Lê sẽ nhờ hai anh xe ôm bản địa ở đây để đưa chúng tôi, để chúng tôi sẽ lên để quay lại những cái hình ảnh hoa tớ dày ở Mù Căng Chải đang vào mùa nở rộ đặc sắc như thế nào để gửi tới cho quý vị khán giả cùng xem. Xin mời quý vị khán giả cùng theo chân chúng tôi ạ. Bây giờ là hai anh chở xe đã đến, và bây giờ chúng tôi sẽ cùng lên xe để các anh sẽ đưa vào. Và điểm dừng chân của chúng tôi sẽ là xã La Bán Tẩn. Theo bà con địa phương ở đây nói là La Bán Tẩn là nơi mà có nhiều cây hoa đào rừng này nở nhiều nhất và đang rộ nhất. Bây giờ mời quý vị cùng đi với chúng tôi nhá.
Thật là may mắn khi mà ngày hôm nay chúng tôi lên là một thời tiết rất là đẹp, trời nắng trong xanh. Ở đây hình ảnh này quý vị có thể nhìn thấy là dưới cái ánh nắng mặt trời thì hình như là hoa tớ dày càng thêm rực rỡ. Nhìn ở dưới lên như thế này, trên cái nền trời xanh thẫm thì những bông hoa tớ dày khoe sắc thắm giống như là một cái vườn hoa anh đào ở bên Nhật Bản vậy. Đây, Lê Lê đã cho cái ống kính máy quay của mình cận cảnh vào những cái bông hoa tớ dày. Quý vị có thể nhìn thấy hoa tớ dày ở đây thì cũng có 5 cánh, và cánh thì rất là mỏng manh, và những chiếc lá thì non mơn mởn ra, trông thì rất là giống những cái bông hoa đào ta của chúng ta. Nhưng mà tôi thấy ở đây cái vẻ đẹp này phải nói rằng là rất là đặc biệt. Có lẽ là chỉ có ở trên Mù Cang Chải mới có cái loài hoa mà quyến rũ như thế này. Trên con đường đi lại rất là khó khăn như thế này, nhưng ở bên cạnh những cái sườn núi treo leo thì ở đây hoa tớ dày mọc rất là rực rỡ. Ở đây chúng tôi đang đi thì sẽ dừng lại để quay cho quý vị thấy một cây hoa tớ dày. Cây này khá là to, từ dưới gốc kia là sẽ chia ra làm 3 nhánh và mọc thẳng đứng lên. Hoa đang mùa cho nên rất là rực rỡ. Hoa đào của dưới miền xuôi thì khi mà mùa rực rỡ thì cũng hoa cũng rất là nhiều, nhưng mà lá thì lại vẫn giữ nguyên cái màu xanh. Còn ở đây thì tôi thấy có một cái điều khác lạ, đó là hoa tớ dày màu hồng và cái lá thì cũng hơi hơi đổ sang màu hồng. Chính vì thế cho nên là khi mà chúng ta nhìn thấy như thế này thì chúng ta không thấy, hầu như là không thấy có một chiếc lá nào cả, mà chỉ nhìn thấy nguyên một màu hồng của cái loài hoa này thôi. Rất là đặc biệt. Và theo như các anh xe ôm chở chúng tôi ở đây thì người địa phương ở đây thì các anh nói rằng là hoa tớ dày, cái tiếng tớ dày chính là cái tiếng gọi của người Hờ Mông, người dân bản địa ở đây. Còn đâu hoa đào rừng là do người miền xuôi lên thì gọi là hoa đào rừng. Và cái hoa tớ dày này thì được mọc sớm, nở sớm, năm nào cũng sẽ nở vào dịp trước Tết. Cho nên là quý vị khán giả khi mà ở xa mà muốn được ngắm hoa tớ dày thì hãy lên Mù Cang Chải vào cái thời điểm là tháng 12 này, tháng 12 dương lịch, trước Tết khoảng độ 1 tháng thì hoa nở rất là rực rỡ. Còn là nếu mà đã sau Tết rồi thì lúc đấy chỉ còn hoa đào ta nở thôi ạ. Ở đây chúng tôi dừng lại và đi lên nhà một người dân ở địa phương. Ở đây thì chúng tôi thấy có cái biển cắm ở đây là 10.000 một người, nhưng mà chắc là viết sai thành 10.000. Rất là đáng yêu đúng không ạ? Ở đây là bà con cũng đang mùa rau cải, hoa cải nở vàng rất là đẹp. Du khách cũng lên đây để chụp ảnh cũng không được đông lắm, nhưng mà cũng gọi là lác đác, cũng có một số du khách cũng đã vào đến tận đây để đi chụp ảnh. Rất đẹp quý vị ạ. Chúng tôi đứng ở đây nhìn xuống cái con đường mà mình vừa đi qua. Bên cạnh đường là những cái cánh rừng hoa tớ dày rất là đẹp. Chao ơi, đẹp quá là đẹp thôi. Mùa ngô thì cũng vừa mới thu hoạch, cho nên là những cái gốc ngô trơ trụi thì vẫn còn. Hoa này chúng tôi phải
gọi là trải qua quá trình Sasuke trèo đèo lội suối. Trèo lên thì ở trên này nó là một cái mảnh đất khá là bằng phẳng. Chúng tôi đã trèo lên đây. Và kia quý vị có thể nhìn thấy cả một vạt rừng hoa tớ dày rất là đẹp ạ. Quá đẹp quý vị ơi. Đẹp vô cùng. Thank you.
đất làm quê hương. Dẫu ta là ai cũng cần dân tộc để yêu thương. Tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu. Dẫu có đi xa luôn mong ngày về.